Mới đây, chương trình đời nghệ sĩ đã lên sóng với nhân vật chính là ca sĩ Thanh Hoa, một gương mặt sáng chói của sân khấu ca nhạc những năm thập niên 80, 90 thế kỷ trước và là bóng hồng đằng sau bài hát nổi tiếng cô bé có chiếc răng khỉnh. Bên cạnh đó, cô còn được công chúng ưu ái mệnh danh là nữ hoàng nhạc Pháp. Tại chương trình, Thanh Hoa đã hé lộ nhiều câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Quyết tâm bỏ học để theo ca hát và không hối tiếc tuổi 13 chính là độ tuổi đẹp nhất trong ký ức của tôi. Theo đó, từ năm 11 tuổi, tôi đã được nhạc sĩ Tuấn Thành trọn vào nhóm nhạc thiếu nhi tuổi hồng gồm 7 thành viên để giảng dạy. Ca sĩ Thanh Hoa Sau thời gian 3 năm đào tạo, tôi gây được tiếng vang khi đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi tiếng hát những người cầm súng và giải B tại cuộc thi âm nhạc của nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tôi còn được chọn làm gương mặt trang bìa để chụp cho nhiều tạp chí và ảnh lịch. Khi tên tuổi ngày một đi lên, tôi còn có ý định lớn sân sang lĩnh vực điện ảnh khi nhận được lời mời tham gia bộ phim bí mật thành phố cấm. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên định theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ và dành trọn thời gian cho âm nhạc. Bởi vậy nên tôi từ chối đóng phim. Một phần nguyên nhân khiến tôi từ chối cơ hội đóng phim là do tôi cảm thấy bản thân không có năng khiếu diễn xuất. Ngoài ra, tôi không muốn phụ công ơn dìu rắc và tâm huyết đào tạo của người thầy đầu tiên là nhạc sĩ Tuấn Thành nhờ có thầy mới có một nữ hoàng nhạc Pháp thanh hoa như ngày hôm nay. Vào cuối cấp 3, tôi trúng tuyển vào một nhóm cộng tác viên thường trực cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và có chuyến lưu diễn xuyên Việt trong vòng 2 tháng. Thời điểm ấy, tôi phải đánh đổi giữa việc học và đam mê ca hát. Tôi quyết định rời ghế nhà trường để đi lưu diễn. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho thầy cô vì thực lực của tôi dư sức vào được những trường đại học danh giá. Anh Hoa từng lọc top 10 ca sĩ các C cao nhất Việt Nam. Học lực của tôi khi đó thuộc loại giỏi trong 10 năm liền và còn là lớp trưởng. Tuy nhiên, ngay từ khi 11 tuổi tôi đã quyết tâm trở thành một ca sĩ nổi tiếng nên việc đánh đổi để lựa chọn theo đuổi nghệ thuật thay vì học đại học đã giúp tôi có được những thành công như bây giờ. Các C cao ngất ngưỡng thuộc top 10 và giàu có nhờ buôn bất động sản. Vào những năm 90, khi tên tuổi của mình phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ, Tôi được xem là một trong 10 ca sĩ có mức cát xê cao nhất Việt Nam thời điểm ấy. Trung bình một đêm, tôi có thể chạy sâu tại 7 hoặc 8 tụ điểm, cao điểm dịp lễ Tết là 11 sâu trong một buổi tối. Với thu nhập khủng, tôi dùng tiền ấy để đầu tư vào bất động sản. Tôi mua những căn nhà cũ và sơn sửa lại thành mới để bán, nhờ có duyên với lĩnh vực này mà công việc diễn ra trôi chảy. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh thêm một quán cà phê nhỏ không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tôi còn có một đời tư khá êm đềm và nói không với các sơ căng đan. Tôi đã dành trọn cả thanh xuân để yêu, một mối tình đầu 4 năm khi mới 16 tuổi với ca nhạc sĩ Hiền Năng. Tôi và Hiền Năng lúc ấy được đánh giá là cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt, nhưng rồi cũng chia tay. Nữ ca sĩ trải qua hai đời chồng. Tiếp đó, tôi đã hai lần tiến tới hôn nhân, một cuộc hôn nhân 7 năm và một cuộc hôn nhân 23 năm. Đối với nghệ sĩ, tình yêu kéo dài 10 năm đã là tạm ổn và đáng quý. Vì thế, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện và không hề hối tiếc với cuộc hôn nhân 23 năm này. Dù hiện tại, tôi và chồng đã chia tay được một năm, nhưng cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm trân quý và sự tôn trọng nhất định, cùng nhau chăm sóc và quan tâm tới con gái. Ảnh, siêu tâm